Tận dụng khoảng nghỉ cho FIFA Day tháng 11, Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất đang tiến hành cải tạo lại mặt cỏ cho sân vận động Thống Nhất. Quan sát mặt sân Thống Nhất hiện tại có thể dễ dàng nhận ra các mảng cỏ mới được vá trên mặt cỏ sân vận động này. Đây là những khu vực cỏ đã bị tổn thương và khó phục hồi, nên ban quản lý sân quyết định thay thế bằng các mảng cỏ mới. Hiện tại, các nhân viên của Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất có mặt hàng ngày trên sân vận động để duy trì chăm sóc mặt cỏ. Với mục tiêu mặt sân sớm đạt trạng thái tốt nhất, trận đấu gần nhất trên sân Thống Nhất sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 12, khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Viettel tại vòng 4 V-League 2023-2024.